Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức chào buổi sáng của hệ thống truyền hình Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 20 tháng 1 năm 2023. Trong chương trình tin tức hôm nay, Việt Linh xin gửi đến quý vị thính giả bài bình luận chính trong chương trình hôm nay với nhan đề Tội ác và trừng phạt. Mục đích của 18 tháng điều tra của Ủy ban ngày 6 tháng 1. Kính thưa quý vị, nói đến tội ác và trừng phạt là cuốn tiểu thuyết kinh điển được xuất bản vào năm 1866 ở Liên Xô của Fyodor Dostoevsky. Sau khi ông được trở về với 10 năm lưu đày ở Siberia, cuốn tiểu thuyết Tội ác và trừng phạt kể về nỗi thống khổ về tinh thần và những tình huống khó xử về đạo đức của Rodion Raskolnikov, một anh chàng sinh viên nghèo ở Saint Petersburg là quê hương của Vladimir Putin. Anh chàng thanh niên này là người đã lên kế hoạch để hạ sát một người môi giới cầm đồ vô đạo đức. Đó là một bà lão giàu có, bà có rất nhiều tiền và những đồ vật có giá trị trong căn hộ của mình. Trước khi ra tay, anh ta đã đưa ra giả thuyết rằng với số tiền mà anh ta lấy được của bà phú hộ giàu có này, anh ta có thể giải thoát mình khỏi cảnh nghèo đói và tiếp tục thực hiện những công việc vĩ đại, đồng thời tìm cách thuyết phục bản thân rằng một số tội ác là chính đáng nếu chúng được thực hiện để loại bỏ những trở ngại đối với mục tiêu cao hơn của những con người phi thường. Tuy nhiên, vấn đề là sau khi thực hiện hành động này, anh ta cảm thấy rất bối rối, hoang tưởng và ghê tởm chính mình. Những biện minh của giả thuyết trước đây của anh ta đã hoàn toàn tan biến khi mà anh ta đấu tranh với cảm giác tội lỗi và sự hối hận. Anh ta đối mặt với sự dày vò thể xác và tâm tưởng bởi hành động sát nhân của mình. Câu chuyện còn rất dài quý vị, nhưng tôi chỉ kể hầu chuyện quý vị đến đây thôi để rút ra hai điểm nhấn quan trọng trong bài bình luận hôm nay. Thứ nhất là giả thuyết mà anh chàng thanh niên Rodion Raskolnikov đã tự nghĩ ra để thuyết phục bản thân anh ta trước khi ra tay hành động, và sự đau khổ dằn vặt khi phải đấu tranh với một quan tòa vô hình bên trong con người của anh ta. Donald Trump cũng thế. Ông ta đã tự thuyết phục bản thân rằng những tội ác mà ông ta muốn thực hiện sẽ đem lại những điều khác lớn lao hơn. Nhưng mà không phải cho mọi người, không phải cho đất nước này, mà chỉ dành riêng cho ông ta và gia đình ông ta, người thân của ông ta. Ông ta biết đó là những việc không nên làm, là những tội ác đáng nguyền rủa. Nhưng mà ông ta vẫn cứ làm bởi vì đó là lợi ích và tham vọng của ông ta. Đó cũng là một giả thuyết tồi tệ mà ông ta nghĩ rằng phải tự thuyết phục bản thân là ông ta đang làm một việc gì đó lớn lao, vĩ đại vì nhiều người khác. Nhưng mà khi không thực hiện được giả tâm với âm mưu đen tối là lật đổ nền dân chủ nước nhà, đã khiến quốc hội phải lập ra một ủy ban để điều tra ròng rã suốt 18 tháng trời, để đưa đến những kết luận đúng đắn và nghiêm túc, cùng với lời khuyến nghị truy tố hình sự những tội ác của ông ta. Nhưng mà Donald Trump không phải là chàng thanh niên Rodion Raskolnikov ở nước Nga trong thế kỷ 18. Anh ta còn biết dằn vặt và dày vò bản thân vì ăn năn hối lỗi. Còn với Donald Trump, trong con người ông ta không có những đức tính đó. Ông ta chỉ tìm cách đấu tố ngược lại để chối bỏ độ tội ác đã làm. Ông ta không hề biết ăn năn hối lỗi là gì cả. Cho nên nếu được, tôi nghĩ là tác giả Fyodor Dostoevsky, ngày xưa
ông nên đặt tên cuốn sách của ông là Tội ác và ăn năn thì đúng hơn. Đúng với nhân vật chàng thanh niên Rodion Raskolnikov này. Còn cái tiểu thuyết mà với cái tên Tội ác và trừng phạt thì phải nên viết trong thế kỷ 21 này. Khi mà Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 viết lên cuốn tiểu thuyết Tội ác và trừng phạt với nhân vật chính là Donald Trump thì mới là đúng nhất. Bởi vì đối với ông ta, chỉ có trừng phạt, không khoan nhượng, không thứ tha hay là thông cảm gì cả. Hoàn toàn không. Donald Trump không xứng đáng nhận được những sự thông cảm và tha thứ về bất cứ tội lỗi nào mà ông ta đã gây ra cho đất nước này. Kính thưa quý vị, Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 đã viết lên một cuốn tiểu thuyết Tội ác và trừng phạt trong thế kỷ 21. Với nhân vật chính là một con quái vật chính trị đáng nguyền rủa của đảng Cộng hòa. Nhưng mà điều đáng ngạc nhiên nhất về báo cáo cuối cùng của Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 không phải là những bằng chứng về những tội ác của Donald Trump, mà chính là lời khuyến nghị kêu gọi hãy truy tố hình sự một tên tội phạm. Và đặc biệt hơn nữa, tên tội phạm này không phải là một tên móc túi hay là ăn cắp vặt, hiếp dâm hay là trộm cắp hay là giết người, mà là một tên tội phạm đặc biệt nhất lịch sử Hoa Kỳ. Bởi vì từ ngày lập quốc cho đến nay, chưa có ai phạm vào cái tội thầy trời này cả. Đó là tội ăn cắp một nền dân chủ của một quốc gia. Và cuốn tiểu thuyết vĩ đại Tội ác và trừng phạt được xây dựng xung quanh một nhân vật trung tâm, là người nghĩ rằng mình là người đứng trên luật pháp. Nhân vật chính ngày xưa đóng vai phản diện là Rodion Raskolnikov đã hạ sát một người chủ tiệm cầm đồ lớn tuổi và người chị cùng cha khác mẹ của bà ta, rồi đấu tranh để thuyết phục bản thân rằng hành động sát nhân của bản thân mình có thể được biện minh nếu mà cam kết, chứng minh và bảo đảm quyền lực của một người đàn ông phi thường, dám nói và dám làm. Và tương tự như ngày nay, nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết Tội ác và trừng phạt, New Version, là một cựu tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, là người âm mưu lật đổ chính phủ của chính mình trong một nỗ lực tuyệt vọng để bám lấy quyền lực và vinh quang. Và thưa quý vị, thật là thú vị khi mà ngày nay trong thế kỷ 21 này, nếu mà chúng ta so sánh Donald Trump với Raskolnikov, thì cả hai người đàn ông này đều ngây thơ, chủ quan, nghĩ rằng họ có quyền thực hiện những hành động tàn ác. Cả hai đều tự coi trọng bản thân và có cùng sự biện minh cho hành động xấu xa mà họ đã thực hiện. Cả hai đều chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn, điên cuồng khi mà bị cơ quan thực thi pháp luật truy đuổi. Tất nhiên điều này không có nghĩa là những điểm tương đồng là chính xác hoàn toàn. Ví dụ, không giống như Raskolnikov, Donald Trump, ông ta đã không bao giờ thừa nhận tội lỗi của mình đối với cuộc nổi dậy dẫn đến cái chết của 7 người và tạo nên nỗi xấu hổ của nước Mỹ trước phần còn lại của thế giới. Kết thúc một câu chuyện của một đời người, nó có gì khác nhau thưa quý vị? Đây là câu hỏi quan trọng nhất về tội ác và trừng phạt khi mà Raskolnikov cuối cùng cũng thú nhận tội lỗi của mình và anh ta bị kết án tù. Ngược lại, Donald Trump vẫn là một người tự do, một công dân Mỹ sạch sẽ, không tì vết, không tiền án, và vẫn tiếp tục nổi cơn thịnh nộ lên các tòa án, các thể chế tư pháp, hành pháp của đất nước này trên nền tảng truyền thông xã hội của mình với cái tên lố bịch là Truth Social, để chống lại những người tố cáo ông ta và tự tuyên bố bản thân là vô tội. Và vẫn như mọi khi, ông ta vẫn luôn nói rằng
Ông ta là nạn nhân của một cuộc săn phù thủy chính trị. Thưa quý vị, việc truy tố Donald Trump, ít nhất là ở cấp liên bang, khi mà ông ta đang bị điều tra nghiêm trọng ở các tiểu bang Georgia và New York. Mọi quyết định đang nằm trong tay của Bộ Tư pháp và cố vấn đặc biệt Jack Smith. Đó là chưa kể Bộ Tư pháp đang nhận được các đề nghị truy tố hình sự từ Ủy ban Điều tra ngày 6 tháng 1 về 4 trọng tội liên bang có liên quan đến nhau. Phải nói đến 4 trọng tội đó thì cần phải nói ra một cách chi tiết như thế này. Thứ nhất là cản trở một thủ tục chính thức đề cập đến phiên họp chung của Quốc hội được triệu tập vào ngày 6 Tây tháng 1 năm 2021 để xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden và nỗ lực gây áp lực buộc Phó Tổng thống Mike Pence từ chối xác nhận chiến thắng của ông Biden. Thứ hai, âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ, đề cập đến âm mưu nhiều giai đoạn của cựu Tổng thống nhằm lật ngược cuộc bầu cử. Thứ ba, âm mưu khai man, đề cập đến kế hoạch đệ trình danh sách cử tri giả mạo cho Quốc hội và Cục Lưu trữ Quốc gia. Và tội thứ tư, xúi dục, hỗ trợ hoặc giúp đỡ cho một cuộc nổi dậy. Đó là đề cập đến bài phát biểu kích động bạo lực của Trump ngay trước cuộc bạo loạn tại Điện Capitol và hành vi của ông ta trong cuộc bạo động. Ủy ban điều tra, họ cũng đã khuyến nghị truy tố hình sự 5 người trợ lý và cộng sự cũ của Donald Trump tới Bộ Tư pháp. Đó là John Eastman, Mark Meadows, Rudy Giuliani, Kenneth Chesapeake và Jeffrey Clark. Nhưng mà đặc biệt nhất là Donald Trump, là phi công trưởng của phi hành đoàn của chuyến bay nổi dậy. Khi mà ủy ban nêu đích danh và tên của người cựu tổng tư lệnh về tội nổi dậy, nêu rất rõ ràng nguyên nhân chính của vụ bạo loạn ngày 6 Tây tháng 1 đến từ một người đàn ông, một cựu tổng thống có tên là Donald Trump. Mặc dù các giới thiệu nó không ràng buộc đâu quý vị, nhưng mà cố vấn đặc biệt Jack Smith đã dày công điều tra cuộc nổi dậy và âm mưu lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Trình bày bằng chứng cho ít nhất là 2 đại bồi thẩm đoàn. Cố vấn đặc biệt Jack Smith cũng đang dẫn đầu cuộc điều tra về việc Trump ăn cắp các tài liệu mật của chính phủ đem về khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ta. Việc kết tội Donald Trump sẽ không hề dễ dàng chút nào, đặc biệt là đối với các cáo buộc liên quan đến ngày 6 Tây tháng 1. Mỗi trọng tội được chuyển đến Bộ Tư pháp sẽ đều yêu cầu bằng chứng về ý định phạm tội. Chính phủ phải chứng minh được, ngoài sự nghi ngờ hợp lý, rằng Donald Trump biết mình đã thua cuộc bầu cử và đang hành động với mục đích là giành lấy quyền lực bất hợp pháp. Đó là để cản trở công việc của phiên họp chung của Quốc hội, hoặc là âm mưu rằng ông ta có ý định lừa gạt quốc gia bằng việc đệ trình danh sách đại cử tri giả. Thưa quý vị, có thể nói là rất đặc biệt, rất khó khăn để chứng minh rằng Donald Trump đã kích động hoặc hỗ trợ cuộc nổi dậy. Bởi vì Trump có thể sẽ đưa ra biện pháp bảo vệ bằng quyền tự do ngôn luận trong tu chính án thứ nhất. Trong quyết định mang tính bước ngoặt năm 1969 trong vụ Brandenburg kiện Ohio, thì tòa án tối cao đã đưa ra một thử nghiệm gồm 2 phần để trừng phạt lời nói kích động, cho rằng tu chính án thứ nhất không bảo vệ việc sử dụng lời nói để ủng hộ hay kích động việc sử dụng vũ lực hoặc là vi phạm pháp luật, và cũng không bảo vệ trường hợp sử dụng lời nói để kích động nhưng mà hành động có thể xảy ra. Nhưng mà chúng ta có một điểm cần lưu ý thưa quý vị, đó là về sự khác nhau giữa một tòa án tối cao năm 1969
và một tòa án tối cao của năm 2023 là hoàn toàn khác nhau về thế đa số và ý thức hệ bảo thủ khác nhau. Tuy nhiên, thật là dễ hiểu tại sao Ủy ban điều tra lại chọn trích dẫn Donald Trump về tội nổi dậy. Bởi vì Donald Trump biết trước rằng các thành viên của đám đông, họ đến tụ tập để nghe ông ta nói chuyện, là những người đã được trang bị vũ khí. Khi mà ông ta thúc giục họ hành quân đến điện Capitol để chiến đấu như địa ngục. Và giữa cuộc hỗn chiến đó, ông ta tweet một cái tin trên Twitter và cáo buộc Phó Tổng thống Mike Pence là hèn nhát vì đã không sử dụng quyền hạn của mình với tư cách là Phó Tổng thống để thay đổi kết quả của cuộc bầu cử. Thì gần như ngay lập tức, quý vị, sau khi mà tweet của Trump được đăng lên thì đám đông này như hung hăng hơn và sự bùng nổ tức thời đã đưa đám đông tiến nhanh về hướng điện Capitol. Và nhiều cá nhân đã tham gia nỗ lực đối đầu với cảnh sát và tiến sâu hơn vào bên trong của tòa nhà. Nếu Donald Trump thực sự bị xét xử và bị kết tội nổi dậy, ông ta sẽ phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm. Ông ta cũng sẽ bị cấm giữ chức vụ liên bang suốt đời. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay, kính thưa quý vị, nhân đây tôi muốn đem đến cùng quý vị một cái nhìn khác về một người cựu tổng thống của đất nước Nam Hàn tên là Lee Myung-bak. Ông ta chỉ phạm tội tham nhũng và hối lộ của công ty Samsung với 5,4 triệu Mỹ Kim trong một nhiệm kỳ duy nhất từ 2008 đến 2013. Và chỉ với một tội duy nhất này thôi mà ông ta bị kết án 15 năm tù. Nhưng mà cuối tuần vừa rồi, ông đã được Tổng thống Yoon Suk-yeol ân xá đặc biệt. Việc cựu Tổng thống Nam Hàn được ân xá trước thềm năm mới là một nỗ lực nhằm làm sáng tỏ quá khứ và đoàn kết sức mạnh của đất nước trước một người cựu Tổng thống làm sai nhưng mà tỏ ra ăn năn và hối lỗi những gì mình đã làm. Chỉ một tội tham nhũng thôi, với hơn 5 triệu Mỹ Kim mà luật pháp Nam Hàn đã đưa một cựu tổng thống vào tù sau khi mãn nhiệm. Còn Hoa Kỳ, một cựu tổng thống phạm nhiều tội nặng hơn ông Lee Myung-bak gấp nhiều lần, với bằng chứng rõ ràng. Nhưng mà luật pháp nước Mỹ thì vẫn như đang chơi trò chơi bịt mắt bắt dê, chơi trò chơi trốn tìm với tên tội phạm nguy hiểm nhất nước Mỹ. Và trò chơi vẫn đang tiếp tục, chưa có hồi kết. Vậy Donald Trump cuối cùng phải chịu trách nhiệm là gì? Chúng ta có thể có câu trả lời đó trong một vài tháng tới đây. Bây giờ cái câu hỏi mà tôi muốn đưa ra là liệu cố vấn đặc biệt Jack Smith có phải là Porfiry Petrovich, là viên cảnh sát điều tra, là người đã đưa anh chàng thanh niên Rodion Raskolnikov trong thế kỷ 18 ra trước công lý hay không? Hay ông Jack Smith sẽ trở thành một Robert Mueller khác? Chúng ta chờ xem, thưa quý vị. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả và xin chúc tất cả quý vị một ngày mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.